Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh một bí mật. Em rất xin lỗi anh rất nhiều, anh không được giận em đâu. Vì yêu nhau mà. Chào Mạnh. Ờ, nói đi. Cái lúc mà em với anh yêu nhau ấy, cái lúc mà mới yêu ấy, yêu được khoảng mới thôi, mới tinh thôi, 2 ngày hay 3 ngày gì đấy nhá. Anh bị mồm thối anh sao? What? Hình như là anh bị mồm thối nên em ngại nói với anh cứ nói hôn em nhưng mà em không đồng ý. Tin thề với cả các bạn. Em muốn lại quá. Còn gì ở đâu mà khóc với sầu. Còn xin chào tất cả mọi người, lại là Dương Thị Bích đây. Và mọi người đã biết tin gì chưa? Anh Hoàng Dũng mới ra một MV mới cực kỳ hay. Anh Hoàng Dũng làm thơ ấy. Đó, MV tên là Một Điều Chưa Nói. Và ngày hôm nay mình sẽ đi dạo và phỏng vấn một vài bạn để xem các bạn nói gì về MV này nhá. Let's go. Gì? Đầu MV đã thấy bướm này á? Ý, cái chị này xinh nè. Tôi vừa nhìn thấy Hoàng Thính ấy là quen nhỉ. Ôi trời ơi, xinh gái quá. Cậu bạn nữ này xinh ấy nhỉ, như làng thơ ấy. Cái giọng nó tan chảy. Ủa nó chỉ xinh sao ấy? Lại có cái mic tắt đi kìa. Cái gì đấy, cái mic à? Cái mic. Ơ, sao lại nữ chính lại tắt mic thế này? Hình như là bạn nữ là một người sống nội tâm của khép kín ấy. Ôi chạm tay rồi. Eo ơi. Oh my god. Sao cá sao mà làng thơ luôn kìa. Cảm ơn. Sao lại mic off ấy nhỉ? Thề, này xinh lắm luôn. À, trái tim thì bảo nó lời cảm ơn đi nhưng mà lại không gặp lối ấy. Đây đây đây. Cái mic tiếp nhảy kìa. Ôi ơi. Ơ thì bạn nữ thích ông nào? Chắc chuyện. Thôi thế này đã xong rồi, cảm đáng rồi. Quá đẹp đôi quá. Đứng tìm người sửa xe. Ôi màu MV đẹp thế. Ôi giọng Hoàng Dũng. Ôi bài này hay nhỉ, bài này. Anh ơi. Kiểu thích lắm nhưng mà kiểu là không gặp bắt chuyện rồi đấy. Xin số đi. Xin số đi. Tệ luôn. Cái gì? Cái gì này bị cầm anh ạ. Nhân vật đấy bị câm hay sao? Nghệ thuật đấy, cái lá đẹp đấy. Tặng bánh này, ai tặng bánh này? Ánh nắng xuyên qua các thứ. Thùng Thính kìa. Em có nhớ không, ngày xưa anh suốt ngày nhường em Thính ấy, cho em rát 3 mũ 3. Bubsy Mobile này. Vào game thành con người khác luôn nha. Trong đầu là ngây thơ đó nha, bây giờ hết ngây thơ rồi. À, thì ra bạn lứa này qua game thủ Bubsy Mobile đấy. Trong căng thẳng thế này chắc là đang chạy bo rồi. Bot là gì? Hay chỉ để chơi game cùng à? Họ chiếu nãy giờ nhưng mà không có ai nha. Trời, gặp đồng đội ga rồi. Bạn này lên hay quá. Nói rồi. Đâu có cầm đó. Nói rồi. Ồ, khen là khen đấy. Không mà chỉ rất lờ rồi. Bắt đầu mở lòng rồi này. Đây tưởng là mic nữa thì lộ cái bàn. Kiểu chắc là nhờ Bubsy Mobile này bắt đầu kiểu kết bạn nói chuyện được với nhau ấy. Đi theo mình nhá. Canh tim à? Ồ, dễ thương quá. Giọng hay quá. Giọng hay. Điện Hoàng Dũng MV này đẹp trai thật đấy. Nhiều, cái này là nhiều rồi. À, thả tính vào trong game rồi nè, bắt được sống nhau nè. Những người bảo ngoài ít nói là kiểu gì cũng nói nhiều. À, mất điện. Thôi cấp điện rồi má ơi. Chết rồi, chết rồi. Công nhận màu MV đẹp. Nhưng mà chính, nữ chính xinh. Hoàng Dũng thì hát ấm. Alo. Alo. Hai người gặp nhau rồi. Alo. Ê ui, đẹp trai. Bạn đang ở đâu rồi? Sao chị không nói là mình đây. Mình. Ôi, sao hai cái anh đều kính lúc đầu tiên đúng không? Mua ba bắp gì mua ai luôn. Ôi, nhận ra nhau rồi. Ôi, sao lại tức giận nhỉ? Ông nào mới là người đang chơi cùng nhỉ? Ui, không đẹp vậy. Nó mascara level 3 luôn à? Sao lại bỏ đi? Sao lại giữ nhau nhỉ? Tôi chính là chạy rồi. Khó hiểu rồi đấy. Cái tóc vì là cúp wifi đấy hả? Hỗ trợ hay là gì?
Không hiểu sao mà nữ này tự nhiên chạy đi khóc nhỉ? Cảnh đẹp thế. Chỉnh chu vậy. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Dừng lại đi. Chẳng còn điều gì. À thế mà từ đầu em cứ hiểu lầm với anh này là không chủ động. À thì đây là bạn nam chính này, bạn đang crush bạn nữ chính. Nhưng mà không dám bộ lộ, không dám nói ra. À thấy cái này thích chơi game, ra mày cũng chơi. Ê chơi, chơi bước gì một vài có thể có người yêu đó. Cũng biết rồi. Đau ẩn quá. Ui đồng ý đi, còn phải đẹp đôi nhở. Năm thời là đẹp xuất sắc mà. Thế là đã yêu rồi. Kết thúc có hậu. Chỉ khi mở lời, ta mới hiểu lòng nhau. Năm mới đã đến, các bạn đã sẵn sàng để mở lòng chưa? Sao? Xem xong MV thấy như nào? Em thì thấy hay, dễ nghe, lời bài hát ý nghĩa. Nhất là câu cuối, như là chỉ khi mở lời ta mới hiểu được lòng nhau. Quá chuẩn luôn! Nó là nhẹ nhàng mà kiểu nó chiêu chiêu ấy. Đấy, mình ấn tượng với nữ chính. Thực sự là xung quanh nữ chính có quá nhiều những bạn nam đẹp trai và mình mong ước là mình giống như nữ chính đấy. Mình là nữ chính rồi, như ở trong MV luôn đúng không? Đúng rồi, mình chính xác mình sẽ chủ động hơn. Đúng rồi. Em thấy giai điệu khá là nhẹ nhàng, khá là bánh cuốn ấy. Không hiểu trong đấy thì khá là hợp lý. Em thấy ấn tượng với cái PUBG Mobile bởi vì em cũng chơi mà. Em cũng chơi à? Vâng. Em thấy lời bài hát dễ hát, dễ du dương theo ấy, với lại cũng ý nghĩa mà em kết với câu cuối. Thì khi mở lời ấy, ta mới hiểu lòng nhau ấy. Chắc em nghĩ nó kiểu như mấy cái câu mà yêu là phải nói mà đói là phải ăn ấy. Đấy kiểu kiểu thế. Từ kiểu em hay chơi PUBG Mobile ấy. Chắc từ nay về sau phải mở mic lên tương tác với mọi người. Đúng đúng. Biết đâu lại kiếm được một bạn người yêu xinh như trong MV của anh Hoàng Dũng hay sao nhỉ? Hay, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Em thấy nữ chính xinh quá. Các bạn ạ, yêu là phải nói, là phải mở lời, phải bật mic lên nhớ chưa? Đúng đúng. Và theo tâm lý của tôi thì các cặp đôi yêu nhau vẫn luôn có những cái bí mật, những cái điều mà chưa nói, ngại mở lời với nhau, những cái bí mật đúng, gì đấy đúng. Mà chưa được nói. Thì ngày hôm nay qua chương trình thì các bạn có thể thổ lộ một vài bí mật gì ở bản thân mà chưa kịp nói cho đối phương không? Sợ đéo chịu. Được không? Cho bạn nữ trước đi. Có cái điều gì mà đây là lúc mà các bạn được bật mic lên để nói cho nhau nghe đây này. Nào, bạn nữ trước đi. Em suy nghĩ một lúc đã, hình như em không có bí mật gì giống anh hay sao? Đéo tin. Em sẽ nói cho anh một bí mật. À, quá anh, à. Anh không được giận em nhá. Em rất xin lỗi anh rất nhiều, anh không được giận em đâu. Mình yêu nhau mà. Anh còn em kiểu kiểu gì? Thật á, trong mạnh. Nói đi. Cái lúc mà em với anh yêu nhau ấy, cái lúc mà mới yêu ấy, yêu được khoảng mới thôi, mới tinh thôi, 2 ngày hay 3 ngày gì đấy nhá. Anh bị mồm thối hay sao? What? Thế như là anh bị mồm thối rồi em ngại nói với anh. Anh cứ nói hôn em nhưng mà em không đồng ý. Tiếp thề với các bạn. Em muốn ăn quá. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Thế thì như nào, sao bây giờ vẫn hôn nhau thì là có giải pháp à? Đấy là em giả vờ rủ anh ấy đi đánh răng cùng. Thế có nghĩa là bây giờ là trước khi mà hôn nhau là lại phải bảo anh ấy đánh răng cùng. Xúc miệng đi rồi mới được hôn. Em cứ rủ đánh răng cùng thôi cho nó. Chị ạ, chị lại cứ tưởng là một thời gian yêu nhau quen mùi rồi, có khi lại nghiện như mùi này sao? Đúng không? Chứ phải tôi đấm cho anh. Thế nam nào, có điều gì mà muốn chia sẻ với bạn nữ, bạn cũng gọi là phốt phốt nhẹ nhẹ rồi đấy. Thì bây giờ mình như nào nhỉ? Thì có nên nói ra không nhỉ? Toàn xuống. Nói thôi, đấy mình phải bật mic lên, mình không được ngại mở lời. Chả mấy khi nhỉ? Đúng rồi. À, thực ra thì thôi nhưng mình nói để mình thay đổi nhá. Mình nói để mình thay đổi đi. Anh ơi. Không sao mà, anh tin là em có thể thay đổi được. Okay. Thì ai cũng thế mà, có mùi cơ thể thế nhưng mà ôi giời ơi. Nó cũng có mức độ của nó. Khi nó vượt qua cái mức độ của nó thì không, nhưng mà cái level của em là nó cũng vượt cả mức độ rồi. Anh sẽ mua cho em lăn nách nhá. Được không? Okay.
Mademoiselle Lan Anh. Thế mà anh bảo là anh nghiện mùi rau mùi của em. Mới yêu mà bị uống giặt thế à? Em ơi, anh cũng là tối. Tôi là hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Thế hai bạn thể hiện tình cảm gái ấy. Thì thôi vừa ngoại chê mùi thì à, bạn cũng xúc miệng rồi đúng không? Lăn nách thì tí mua cho rồi ôm nhau tình cảm gái nào xem nào. Mất dậy quá. Dạ ôm nhau đi. Sao lại ôm trông như homie này. Em ấn tượng là em cũng thích có một cuộc tình kiểu qua game như thế ấy. Cũng thích kiểu cũng thích. On mic xong rồi bấm xong nói chuyện với nhau. Nhưng mà sao lại hôm nay lại lang thang một mình trên phố thế này, không đi với ai à? Em đang đi cùng với cả người mà em thích. À bạn code mà em vừa nói đúng không? Nào bạn đi đâu? Bọn em hẹn nhau ở đây. Nhưng mà vừa lên đây thì em chưa gặp bạn đấy mà em gặp chị. Qua cái MV này chị tự nhiên chị đẩy ra một cái thử thách này muốn dành cho em. Em vừa nói là bạn kia em crush bạn ý đúng không? Nhưng mà chưa kịp tỏ tình, bạn ấy cũng chưa kịp tỏ tình với em đúng không? Thì bây giờ chị có một thử thách dành cho em, đó chính là bây giờ em chủ động, em mở lời, em bật mic, em gọi là thả thính bạn ý rồi là tỏ tình bạn ý trước mặt chị đó. Có làm được điều này không? Thôi được rồi. Em hạ quyết tâm rồi đấy. Bây giờ chị đứng đây. Chị em đứng chờ được không? Chị đứng đây đợi. Ok, để đứng xem em. Để xem là em tỏ tình như thế nào nhá. Điều ấy. Quay gì đây? Chị đi vào đây. Chị đi vào đây. Em phải chị. Đây à. Rồi bây giờ đến chương trình của em đấy. Thì còn gì nữa mà thì nào nói đi. Thì mà mày làm gì mà lâu á? Tao đi gửi xe xong rồi tao phải mất tiền các thứ để tí còn đi chơi chứ. Đúng. Thôi, bỏ qua vấn đề đấy đi. Nhưng mà đang quay gì đấy? Quay gì đâu? Đây, bây giờ cái vấn đề là như này. Đập lên. Tao thích mày. Một điều mà ta chưa nói. Một điều mà ta chưa vớt lên lời. Một điều mà ta thế giới khiến anh mỏi mòn cháy bay. Một điều mà ta còn giấu. Một điều mà ta còn giấu trong lòng. Là sao? Nhưng mà sao mày nói sớm thế? Tao đã để dành. Tao chuẩn bị kỹ càng lắm rồi đấy. Để mà tao tỏ tình với mày. Tao đã để dành đến ngày 14 tháng 2 để tao tỏ tình với mày không mà. Kiểu gì? Đợi mày lâu bỏ xử ra. Mẹ tao dục phép mang người yêu về rồi. Không được. Mày nghĩ tao thế này, đàn ông con trai thế này, mày lại đi tỏ tình trước để người ta cười tao à? Đúng. Đâu? Ai cười? Đâu? Chị có cười không? Không, chị không cười. Anh có cười không? Chị không cười đâu. Có ai cười đâu. Mày biết vì sao mà tao nói trước không? Halloween đi chơi mày không nói. Noel đi cùng mày cũng không nói. Tết Dương mày cũng không nói. Bây giờ đến Tết Âm rồi. Tao phải đợi mày đến bao giờ nữa? Và ai cả đái. Thôi được rồi. Tao cũng thích mày. Thích thì lán nào. Thích thì đứng sát lại gần nhau một tí đi. Ôi giời ơi, lại còn như thế nó ngại ngùng cái gì nữa. Đấy, thì ví dụ mà ngày hôm nay không thông qua chương trình, xong rồi em cũng không mở lời trước bạn ý thì liệu khi nào em mới mở lời tỏ tình với người ta? Chị... Ôi giời, mà này nhá, đổi ngay cái xưng hô đi nhá. Vừa nãy chị thấy là dắt con trai người ta vào, xong mày, tao cái gì ở đây? Hai đứa làm sao? Như nào? Thì... Bây giờ như nào? Thì vừa lúc nãy bạn nữ chủ động tỏ tình rồi, bây giờ em con trai mà. Nào, mày bé lên. Anh yêu em. Yêu thì thế nào? Ôm nhau cái nào? Trời ơi, sao hơn một cái đi thì tình cảm đấy xem nào. Thích nhau lâu lắm rồi. Thôi không phải ngại đâu.
thích bảo vệ ra rồi còn bày đặt chán thật đấy, thôi má một cái thôi, bây giờ cho thôi đi nữa đấy rồi. Thôi được rồi, mà tối về là chơi bác sĩ mobile đi, rồi on mic với nhau, rồi on gì với nhau tính biết. Mà thôi đi được rồi, đi. Chào anh chị. Cảm ơn nhá. Bye. Chỉ khi mở lời, ta mới hiểu lòng nhau. Năm mới đã đến, các bạn đã sẵn sàng để mở lòng chưa? Tết này vào ngày PUBG Mobile chạy bó cùng Hoàng Dũng nhá. Đã đến lúc hóa thân siêu anh hùng. PUBG Mobile hợp tác cùng Spider-Man No Way Home ra mắt chế độ xếp hạng mới đỉnh cao. Từ ngày 12 tháng 1, cùng đồng đội nhập vai người nhện, trải nghiệm kỹ năng đu giấy cực đá tại vòng bò PUBG Mobile. Chỉ có tại PUBG Mobile Update 1.8, đồng bò đã sẵn sàng nhập vai siêu anh hùng trên ao. Vào bò cùng người nhện, PUBG Mobile ngay!